Năm 2024, lễ hội Dinh Cô Long Hải diễn ra từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3, tức từ mùng 8 đến 16 tháng 2 âm lịch. Nhằm đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, tạo ấn tượng tốt trong lòng nhân dân và du khách, từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3, đoàn liên ngành của huyện Long Điền tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch như khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, điểm trông giữ xe, khu du lịch, khu vui chơi giải trí và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 3 xã thị trấn gồm Long Hải, Phước Hưng và Phước Tỉnh, trong đó tập trung nhiều nhất tại thị trấn Long Hải. Đoàn liên ngành huyện Long Điền tập trung kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chất lượng sản phẩm hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Trong quá trình kiểm tra, đoàn liên ngành của huyện cũng kết hợp tuyên truyền chủ các cơ sở kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, thực hiện kinh doanh đúng pháp luật và niêm yết công khai giá bán các loại hàng hóa, giá các dịch vụ.